Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với VinBeam. Hôm nay VinBeam sẽ hướng dẫn các bạn một cái add-in mới khá là hay. Add-in này cho phép chúng ta duplicate các cái sheet, các cái bản vẽ. Đối với các khung bản vẽ, các cái view trong đấy, chúng ta có thể chúng ta copy thêm một bản nữa hoặc là chúng ta copy nhiều bản. Rất là thuận tiện cho các bạn chúng ta làm việc. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, mình mong các bạn chúng ta dành một chút thời gian đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình nhé. Đầu tiên, các bạn chúng ta truy cập vào apps.autodesk.com với đường link trên này. Thì cái đường link này nếu mà các bạn chúng ta không tìm thấy được thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video hướng dẫn này. Các bạn chúng ta click vào để chúng ta tải về để chúng ta cài đặt và sử dụng nhé. Rồi khi chúng ta đã truy cập được vào cái đường link này rồi thì chúng ta sẽ thấy được là ở đây có một cái công cụ là Sheet Copy. Thì các bạn chúng ta sẽ download về, nhưng mà các bạn lưu ý chúng ta phải có một cái tài khoản của Autodesk. Đấy, thì chúng ta mới tải về được. Thì ở đây chúng ta bấm vào download. Thì đấy, Autodesk sẽ bắt các bạn chúng ta phải điền email của bạn vào đây. Khi chúng ta đã hoàn thành xong phần đăng nhập thì lập tức add-in này sẽ được tải xuống và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cài đặt. Thì cài đặt thì các bạn chúng ta có thể chúng ta kích vào đây luôn để chúng ta cài đặt, hoặc là các bạn chúng ta có thể kích vào đây chúng ta chuyển đến thư mục chúng ta tải về rồi chúng ta sẽ cài đặt, hoặc chúng ta lưu vào một chỗ nào đấy chúng ta cài đặt. Thì đây các bạn chúng ta kích đúp vào thì lập tức cái add-in này nó sẽ hiện cái bảng thông báo như này. Chúng ta bấm vào install now. Rồi như vậy thì đã cài đặt thành công. Chúng ta sẽ close nó này. Tiếp theo các bạn chúng ta mở phần mềm lên thì nó sẽ báo một cái thông báo là các bạn chúng ta muốn có muốn là load vào đây sử dụng luôn hay là không. Thì ở đây chúng ta sẽ là luôn luôn load. Đây, các bạn sẽ chọn là always load nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái project mẫu của Autodesk, chẳng hạn như là mẫu này. Khi chúng ta mở lên thì nó xuất hiện một cái khung bản vẽ như thế này. Ở đây là bản vẽ A101 Sideplan. Ở trong khung bản vẽ này nó có hai cái view và một cái bảng schedule. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi copy hay còn gọi là chúng ta đi duplicate cái view này như thế nào. Các bạn chúng ta bấm vào Sheet Copy. Khi mà các bạn cài đặt xong thì nó sẽ hiện ở trong cái tab Add-in này. Chúng ta bấm vào Sheet Copy. Ở đây, đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến cái bảng khu vực phía bên này. Ở trong cái bảng này là tất cả các cái sheet mà các bạn đã làm ở phía bên này rồi. Tiếp đến ở đây cái dòng đầu tiên này, các bạn nếu chúng ta muốn duplicate sheet nào thì chúng ta sẽ chọn vào ô của sheet đấy. Chúng ta kích vào, chẳng hạn để lên mình sẽ duplicate thằng A101 này, chúng ta kích vào này. Hoặc là chúng ta muốn là chúng ta duplicate tất cả thì ở đây chúng ta sẽ select tất cả. Được chưa? Ở đây rồi, mình dọn lại. Tiếp tục cái ô của cái dòng thứ hai này là cái số lượng bản copy ra. Mặc định thì ở đây là sẽ là một bản rồi. Nếu các bạn chọn đây một bản nữa thì nó sẽ copy một bản. Nếu các bạn chọn hai thì ở đây là hai bản. Đấy, chúng ta copy ra thành ba bản đấy. Thì ở đây mình sẽ để là một. Rồi ở phía bên này, chẳng hạn như chúng ta muốn copy cho cái khung thôi thì ở đây các bạn chúng ta lựa chọn vào cái ô là copy without view. Tiếp đến ở trong này nó có sheet vừa có bảng schedule, nhưng mà thường thường cái bảng schedule thì không cần phải copy, không cần phải copy. Thì ở đây chúng ta để là copy with view. Tiếp đến này là cái khung bản vẽ đúng không, sheet title block. Thì các bạn chúng ta copy đúng như cái
khuôn mặt vẽ khối giấy này. Thì ở đây chúng ta sẽ current title block, còn không nếu các bạn muốn copy ra một khuôn mặt vẽ nhỏ hơn hay là lớn hơn thì các bạn chúng ta phải insert nó vào để chúng ta chọn. Tiếp đến là cái tiền tổ và hậu tổ. Thì tiền tổ và hậu tổ là như thế nào? Là cái phần đầu và phần cuối khi mà ta duplicate ra. Chẳng hạn ở đây, mỗi cái sheet thì nó sẽ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là chúng ta sẽ có là số hiệu của bản vẽ và tên của bản vẽ. Thì chúng ta sẽ đi này, chẳng hạn như là chúng ta có là đâu cái tiền tổ là cái, chẳng hạn ở đây mình sẽ để là viên bim. Hậu tổ mình sẽ để là 01. Đây là cái số hiệu bản vẽ nhá, nó sẽ thêm vào đầu và cuối này này. Rồi tiếp đến là cái tên của bản vẽ. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ để cho nó là viên bim chẳng hạn. Cái này 01. Ở đây là cái dòng mà nó sẽ tìm và nó sẽ thay thế tên, thay thế các số hiệu. Chẳng hạn ở đây là không đúng ạ, ở đây sheet number này. A1001 thì ở đây mình sẽ để là A101 và chúng ta sẽ replace luôn nó thành 00. Rồi tiếp theo ở các bạn ở đây lựa chọn là copy. Đối với template thì chúng ta sẽ không thay đổi. Template là không thay đổi là cái thằng này luôn. Đấy, hoặc là các bạn chúng ta muốn thay đổi cho nó thành một cái gì ạ? Thành một cái view template nào đấy thì chúng ta chọn vào. Được chưa? Tiếp đến là cái phần tiền tổ và hậu tổ của view. Khi mà copy ra đấy, chẳng hạn như ở trong cái sheet này nó có hai cái view ở đây. Thì khi mà các bạn copy ra hay là chúng ta duplicate ra thì cái tên của nó, các bạn muốn đặt cho nó tiền tổ hậu tổ như thế nào. Thì ở đây mình sẽ để, chẳng hạn như mình sẽ để là tiền tổ là hậu, tiền tổ là viên bim, cái này là 01. Cuối cùng chúng ta sẽ bấm vào process, quá trình duplicate nó đã diễn ra xong. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra nó xuất hiện một cái sheet mới với cái tên tiền tổ và hậu tổ chúng ta đặt, và ở cái tên tiền tổ và hậu tổ ở phía này thì chúng ta kích vào là kiểm tra. Ở đây khi lúc nãy chúng ta chỉ copy view thì nó chỉ hiện là view. Còn khi mà chúng ta kích vào copy với schedule, ở đây là chúng ta phân tích lúc đầu ấy, là ở trong cái sheet này nó có này hai cái view và một cái bảng schedule. Thì chúng ta muốn copy chúng ta kích vào. Rồi, ok. Tiếp đến chúng ta sẽ xem ở trên phần view ở trên này thì nó cũng tạo ra cho chúng ta duplicate thêm một cái view như này và chúng ta đặt tiền tổ và hậu tổ cho nó. Tương tự là cái view 3D này nó cũng như vậy. Rồi, thì cái phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn chúng ta cài đặt thành công và chúng ta sử dụng được, các bạn đừng có tiếc đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.